Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Hiểu thế nào cho đúng không chế tờ xe vẫn được sang tên đổi chủ. Thông tư ký số 58 của Bộ Công an vừa được thông qua cho phép làm thủ tục sang tên đổi chủ cho cả các trường hợp xe không giấy tờ kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Vậy quy định này cần phải hiểu như thế nào cho đúng? Thông tin xe không giấy tờ vẫn được sang tên đổi chủ đang nhận được cái sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Một số ý kiến rất lo ngại, đây có thể là một khe hở lớn để người xấu lợi dụng nhằm hợp thức hóa các xe có nguồn gốc phi pháp. Tuy nhiên, thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 đã quy định chương trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, gọi tắt là thông tư số 58, đã quy định rất rõ và có những cái ràng buộc đối với trường hợp sang tên đổi chủ cho những cái dòng xe không có giấy tờ. Cụ thể, điểm B khoảng 3 điều 19 của thông tư số 58 rất quy định trường hợp người đang sử dụng xe không có giấy tờ chuyển quyền sổ xe, cơ quan quản lý hồ sơ xe cấp giấy phép hạng có mức giá trị được sử dụng xe trong khoảng thời gian 30 ngày gửi thông báo cho người đứng tên trong đăng ký xe, niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông và trụ sở cơ quan tra cứu bàn thư xe bất cấp dữ liệu đăng ký xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ sang tên đổi chủ. Sau 30 ngày, nếu không có sự tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan quản lý hồ sơ xe phải giải quyết đăng ký cấp biển số đối với những dòng ô tô sang tên trong cùng tỉnh và mô tô cùng cái điểm đăng ký xe, hoặc cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe cho người đang sử dụng xe để làm thủ tục đăng ký cấp biển số tại nơi cư trú. Với công tác niêm yết thông tin công khai, tra cứu tàn thư xe mất cấp, dữ liệu đăng ký xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ sang tên đổi chủ như vậy, việc lợi dụng để hợp thức hóa các xe có nguồn gốc không chính đáng có thể sẽ được hạn chế tối đa. Quy định trên cũng được tin sẽ đem lại cái sự tháo gỡ cho những cái thúc mắc trong những công tác đăng ký sang tên đổi chủ xe trước đây. Vì trên thực tế có nhiều dòng xe đã qua rất nhiều đời chủ mà không giữ được giấy tờ gốc mà vẫn chưa được đăng ký sang tên đổi chủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like và subscribe.